Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Kiên đi chơi và Trung Kiên có thấy một cái loại cây hoa rất là đẹp và muốn quay và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng ngắm nhé. Loại này thì Trung Kiên không bán đâu, bởi vì theo như Trung Kiên hiểu thì đây là ở trên mạng thì có những nơi người ta gọi là hoa trinh nữ, còn có những nơi thì gọi là hoa xấu hổ. Cây này thì là dạng hoa bông nhé các bạn nhé, nhìn nó như một cái cục bông ấy, nhìn rất là đẹp và màu nó lên màu tím tím hồng, nhìn cũng rất là thích. Và cây này thì thường là người ta trồng làm thảm hoặc là mọc dại ở ven đường cũng như là những cái khu đất rộng đất trống ấy. Mình quay sát hoa cho mọi người. Nhìn rất là thích. Nếu mà cây mà nó ra nó mọc nhiều ở một khu ấy thì nó sẽ ra một cái thảm màu hồng rất là nhìn rất là yêu luôn. Và nhìn kỹ thì các bạn nhìn này, cái bông của nó này, bông nhìn đẹp đấy chứ, cũng đáng chơi đấy chứ. Loại này thì ở chỗ mình không chơi nhưng mà theo như ở trên YouTube cũng như ở một số nơi thì người ta mang về người ta làm bonsai nhìn khá là yêu. Đây có nơi thì người ta gọi là cây xấu hổ, ở chỗ mình gọi là cây xấu hổ nha mọi người nhé, còn có nơi thì gọi là hoa trinh nữ thì cái tên lại khác. Mình nghĩ là chắc là khác tên thôi chứ còn hoa thì cũng vậy thôi. Cái này rất là hay nhé, đây có một cái đặc điểm rất là hay. Tại sao mà người ta gọi là hoa xấu hổ? Các bạn nhìn này, lá của nó đang xòe ra này. Và khi mình chạm vào này, dùng một cái cành cỏ chạm vào. Đấy, cái lá nó sẽ cụp vào. Rất là hay. Đây nhá, để cho các bạn nhìn cho rõ hơn này. Đây là một túm lá luôn. Đó. Khi có một cái vật chạm vào thì nó sẽ cụp hết lá, tự động cụp lá. Đặc điểm này rất là hay luôn. Thế nên là ở chỗ mình gọi là cây xấu hổ nhé các bạn nhé. Đấy, lá nó cụp này. Thì mình kiếm một cái chỗ nào nó rất là rộng để cho mọi người nhìn. Đây, chỗ này. Đấy, các bạn nhìn nhé, từ đây nhé. Lá to này. Đấy. Có một cái lực động vào là nó sẽ cụp lá. Thì rất là thích. Mình đang đi Quảng Ninh và thấy có cái cây này nên là mình quay để cho mọi người. Hiện thời là cũng đang giữa trưa rồi. Sợ rồi đến lúc quên không quay lại cho mọi người ngắm. Đấy, khi mà các bạn động động nhẹ vào cái lá thôi. Đây, động nhẹ vào cái lá này. Các bạn nhìn nhé. Đó, cái lá nó sẽ tự cụp lại. Thường thì một cái đầu lá có bốn cành này các bạn nhé, bốn cái nhánh này. Khi mà cây nó mọc nhiều ở một khu ấy thì cái nó sẽ tạo thành một cái thảm hoa. Nhìn hoa tím của nó cũng rất là đẹp. Đây các bạn này. Nhìn rất là yêu ấy chứ. Sáng nay mình tình cờ mình thấy và buổi trưa đang tiện có công việc ở đây thì mình quay lại để chia sẻ cùng mọi người. Hoa này cũng đẹp lắm. Mình nhìn những cũng thấy thấy đáng yêu lắm. Loại này thì mình không bán nhé các bạn nhé, thấy đẹp thì quay cho mọi người để mọi người ngắm thôi. Hoa nó chỉ bằng cái đầu ngón tay thế thôi, không biết là cái hoa này nó có cụp khi mà có tay động vào không. Cụp nhé các bạn nhé.
hoa rất là đáng yêu. Trong kia thì hay đi nhiều nơi nên là khi mà thấy cây đẹp cũng như là thấy cái gì hay hay mình sẽ quay mình up lên kênh và chia sẻ và giao lưu cùng mọi người. Chính vì vậy nên là cũng rất mong là mọi người ủng hộ kênh của Trung Kiên, đăng ký để có những cái nhận được cái giá trị tốt nhất. Chỗ này này, mình chỉ cần quơ đi một vòng thôi là nó cụp hết lá rồi. Rất là thích. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Nếu mọi người mà yêu quý Trung Kiên thì hãy ấn đăng ký và những bài viết mà các bạn thấy nó ý nghĩa thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân để cùng biết, cùng học hỏi kinh nghiệm cũng như là biết thêm kiến thức về cây hoa nhé. Xin chào và cảm ơn mọi người.